Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 6 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin như thường lệ sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chủ yếu chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, hoạt động mạnh dần lên nên thời tiết trong tỉnh có lúc có mưa, mưa rào và rông. Khu vực miền Đông mây thay đổi, cần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Đây cũng là hình thái thời tiết cơ bản tại các thị xã, thành phố, khu vực miền Tây. Tuy nhiên, nhiệt độ cũng sẽ thấp hơn một chút so với khu vực miền Đông, phổ biến từ 26 đến 30 độ. Khu vực thành phố Hạ Long gần sáng và sáng mai sẽ có mưa, mưa rào và rông. Nhiệt độ cao nhất cũng không vượt ngưỡng 30 độ. Đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, mây thay đổi, cần sáng và ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và rông, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, nhiệt độ thấp nhất là 26 độ và cao nhất là 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong tỉnh, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ đêm nay đến ngày mùng 8 tháng 6, phổ biến từ 100 đến 200 mm trên một đợt, có nơi trên 250 mm trên một đợt. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Do có mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi, lũ lên trên các sông suối. Tuy nhiên, mưa chủ yếu tập trung vào thời gian sáng sớm, chiều tối và đêm, có ban ngày trời nhiều mây, nhiệt độ cũng không quá cao, chỉ ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Cũng do tác động của rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Trung Bộ cũng có mưa rải rác. Tại Thanh Hóa có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông. Trong cơn rông cần đề phòng gió giật mạnh. Còn với các tỉnh Trung Trung Bộ, mưa chỉ xảy ra cục bộ và ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 36 độ. Trong khi đó tại các tỉnh Nam Trung Bộ, do gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn nên mưa rông xảy ra rải rác vào chiều tối, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Vào ban ngày có nắng nhưng không quá gai gắt, với nhiệt độ phổ biến từ 33 đến 35 độ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông rải rác cũng có khả năng xuất hiện vào chiều tối. Trong cơn rông, cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như rông xét và gió giật mạnh. Vào ban ngày, nắng không còn quá gai gắt nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ, với mức nhiệt cao nhất khoảng từ 30 cho đến 33 độ tại các tỉnh Tây Nguyên và từ 31 cho đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Nam cấp 5, mưa rông cũng có xu hướng tăng hơn trên toàn Biển Đông.